Trong suốt gần một thập kỷ, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã ghi dấu ấn vô cùng quan trọng dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Park Chung-gan, một chuyên gia người Hàn Quốc. Mối liên kết đặc biệt này bắt đầu vào năm 2006 và đã trở thành một phần quan trọng trong sự phát triển của bắn súng Việt Nam kể từ năm 2015. Cùng với huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Nhung, ông Park Chung-gan đã đóng góp quan trọng vào thành tích xuất sắc của đội tuyển, bao gồm chiếc HCV Olympic Rio 2016 và một huy chương bạc tại giải thế giới của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Ông cũng góp phần quan trọng vào việc giành HCV của Phạm Quang Huy tại ASEAN 19 và giúp xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành tấm vé tham dự Olympic 2024. Tuy nhiên, trong lễ vinh danh đội tuyển bắn súng Việt Nam ngày 18 tháng 10, ông Park Chung-gan đã phải trải qua một trải nghiệm đáng thất vọng khi không nhận được sự công nhận và tri ân từ Liên đoàn bắn súng Việt Nam. Không có lời cảm ơn hoặc một bó hoa tri ân nào được trao tặng cho ông, mặc dù ông đã đóng góp một phần quan trọng trong thành công của đội tuyển. Tình huống này đã gây ra lo ngại rằng huấn luyện viên Park Chung-gan có thể không tiếp tục hợp tác với đội tuyển sau khi hợp đồng hiện hết hạn vào tháng 10. Tuy nhiên, bộ VFTTDL đã ra lệnh Cục Thể dục Thể thao tiếp tục thực hiện các thủ tục để ký một hợp đồng mới với huấn luyện viên Park Chung-gan, vẫn hy vọng giữ vững mối liên kết giữa ông và bắn súng Việt Nam.